cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Thái Auto. Hôm nay em xin mời mọi người sẽ cùng xem một video về một dòng sản phẩm đang rất được ưa chuộng tại Mỹ. Vâng, đó chính là dòng sản phẩm Toyota RAV4 2020. Với phiên bản Toyota RAV4 2020 hiện đại, trẻ trung và chắc chắn. Trong thời gian qua, hẳn nhiều người cũng đã từng sốc với cơn sốt mà phiên bản Toyota ra mắt, đó chính là Toyota RAV4 2020. Sự thu hút đặc biệt ở dòng xe cỡ nhỏ này có gì đáng chú ý? Em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu. Thứ nhất là về phần ngoại thất của nó. Chiếc Toyota RAV4 2020 thuộc mẫu xe crossover, thế nên vẻ bề ngoài của nó khá ấn tượng. Đặc biệt ở thiết kế lần này, các nhà thiết kế đã dành hết tâm huyết để trao cho chiếc xe Toyota RAV4 2020 với vóc dáng, vẻ bề ngoài khá tinh tế và trau chuốt. Trong đó phải kể đến hệ thống lưới tản nhiệt được thiết kế thanh mảnh hơn, nhưng cũng không kém phần lôi cuốn và mang đậm hơi thở của thương hiệu Toyota. Hệ thống cản trước mang đậm cá tính thể thao cùng với cụm đèn pha thiết kế nhỏ gọn. Cách hút gió của Toyota RAV4 2020 có sự khác biệt so với những phiên bản cũ là thấp hơn và trông ấn tượng hơn nhiều. Trong khi đó, bộ la răng đời mới sở hữu phong cách lăm chấu ấn tượng tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hệ thống cửa sau của Toyota RAV4 2020 được thiết kế đèn hậu kiểu đèn LED cộng với chóa đèn ở phía dưới, khiến cho người dùng không thể lẫn lộn với bất kỳ dòng sản phẩm nào. Xe còn được trang bị hệ thống camera xóa điểm mù giúp xe vận hành dễ dàng trong mọi điều kiện thời tiết. Về bên ngoài, có thể cạnh tranh với các đối thủ như Ford Escape, Honda CR-V, Mazda CX-5. Trong lần ra mắt lần này, chiếc Toyota RAV4 2020 có các phiên bản là LE, XLE và Limited cực kỳ ấn tượng và sở hữu bộ la răng hoàn toàn khác nhau. Bản Limited sử dụng la răng 18 inch, trong khi đó LE và XLE là sử dụng bản la răng 17 inch. Về phần nội thất của RAV4 2020, xe được trang bị nội thất khá sang trọng và tiện dụng cho người dùng. Tất cả các thiết bị nội thất được trang trí bằng chất liệu da, thép và nhựa cao cấp. Khách hàng có thể có được một cảm giác thoải mái khi lái chiếc xe này. Được trang bị các hộp đựng đồ cũng như có cả các hốc chứa kính, hốc đựng ly nước. Hệ thống ghế ngồi không chỉ có chức năng chỉnh điện và rộng rãi hơn ở phiên bản cũ, mà còn được trang bị thanh neo nhằm bảo vệ an toàn cho người lớn và trẻ nhỏ. Tất nhiên, trong lần thiết kế lần này, hệ thống giải trí âm thanh cũng được chú trọng, đặc biệt khi Toyota RAV4 2020 được bố trí hệ thống âm thanh giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch cùng các thiết kế như cổng chào USB kết nối Bluetooth và cả MP3. Đặc biệt, trong phần nội thất của Toyota RAV4 2020 còn được bố trí hệ thống camera 360 độ cùng với camera xung quanh. 4 camera xung quanh giúp cho người điều khiển có cái nhìn một cách toàn cảnh, quan sát bao hàm nhanh nhất ở một vị trí của mình. Ở phiên bản Hybrid của xe XLE và phiên bản Limited còn được trang bị khoang chứa hành lý khủng với dung tích 1.008 lít và có thể mở rộng hàng ghế sau tăng dung tích chứa lên đến 1.999 lít. Hành khách cũng có thể cảm thấy thoải mái với 5 ghế ngồi được bố trí trên toàn xe và thuận tiện cho những chuyến đi chơi xa của mọi thành viên trong gia đình. Về phần nội thất của Toyota RAV4 lần này với thiết kế cực kỳ nổi trội thì có thể chiếm được thiện cảm của khách hàng ngay khi từ đầu. Về động cơ của Toyota RAV4 2020, vận hành khá đa dạng, sở hữu động cơ vận hành khá đa dạng là điều mà chiếc xe này có được, trong đó phải kể đến phiên bản chuẩn hoạt động theo động cơ chế 2.5 lít và đạt mã lực lên 176 và mô men xoắn là 172. Phiên bản Hybrid cũng tuân thủ động cơ vận hành 2.5 lít nhưng mã lực lần này là 194. Toyota RAV4 2020 còn sở hữu hộp số tự động 6 cấp và vận hành hệ thống 4 xi lanh. Người lái có thể tăng tốc nhanh chóng từ 0 lên đến 96 km trong vòng 7.8 giây. Đây cũng là gia tốc cực kỳ lý tưởng, thu hút những ai đam mê tốc độ. Các phiên bản lần này của xe đều sử dụng công nghệ tái tạo nhiên liệu giúp tiết kiệm nhiên liệu cho hành trình lái. Cũng thật tuyệt vời khi chiếc xe Toyota RAV4 2020 đời mới hoạt động theo hệ thống động cơ 4 bánh và bánh trước. Vì thế nên quá trình vận hành sẽ êm hơn và mượt hơn. Về hệ thống an toàn được trang thiết bị đầy đủ, hệ thống an toàn là tiêu chí hàng đầu của hãng Toyota này đặt ra ở các phiên bản của mình. Đối với dòng xe Toyota RAV4 2020 thì điều đó lại càng quan trọng hơn. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình cũng như hệ thống cảnh báo va chạm và cảnh báo làn đường cho người lái. Khách hàng sẽ an tâm hơn khi người lái có thể được hỗ trợ hệ thống cảnh báo cho người đi bộ và sở hữu hệ thống đèn pha một cách tự động. Tất cả các phiên bản của xe Toyota RAV4 2020 còn có hệ thống túi khí được bố trí ở những vị trí cần thiết. Đó là việc bố trí túi khí ở phía trước, phía bên hông và cả túi khí ở phía đầu gối của người lái. Các hệ thống phanh cũng hoạt động hiệu quả nhất khi cần thiết.
Do có nhiều phiên bản khác nhau, vì thế mỗi phiên bản của Toyota RAV4 2020 cũng sẽ có một mức giá khác nhau. Hiện tại, mức giá của xe Toyota RAV4 2020 sẽ được dao động từ khoảng 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hãng Toyota còn đưa ra chế độ bảo hành và bảo dưỡng cực kỳ ưu đãi trong suốt quá trình lái cho khách hàng cũng như cam kết khi mua xe Toyota RAV4 2020. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Em mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ góp một phần hữu ích phần nào đó cho anh em đang tìm hiểu về dòng xe này. Anh em có thể đến các đại lý của hãng Toyota để tìm hiểu sâu hơn và tham gia những chương trình khuyến mại của họ. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.